Ôi còn ăn uống kiểu gì đấy? Có ăn uống kiểu gì? Đấy. Hả? À nó cứng á. Cho chị vào xem MT làm vlog ăn vặt. Vlog ăn vặt mùa dịch phát sóng lúc 9:30 phút sáng mỗi ngày. Vừa ăn vừa tập thể dục. Thôi nó sợ thay. Khoe với chị Bảo. Em vừa được tặng 10 cái còng tay xong. Con phải cho chị chơi với chứ. Cho chị con chưa bằng nhau luôn. Có 10 cái, mỗi người 5 cái. Ừ. Chào chị Bảo nhé, em ăn nốt đây. Con chỉ ăn này thôi mà, tắt đi. Không, không, quá tiếc, quá tiếc. Thế thôi, tắt nhá, bye bye chị Bảo đi. Ước cửa. Yêu chị nhiều. Yêu chị. Bạn lượng các bạn. Bạn nào? Bảo em yêu chị, nếu lúc nãy em dùng đạn đấy không kêu quay. Em yêu chị. Bye bye chị.